Yo, hello, mình cũng chơi tiếp Final Fantasy 7 Remake nhá. Yep. Tifa nói to quá. Ê, cái này là cái gì nhỉ? Phiêu quái vật slam trong tháng. À, cái cô này cô sẽ tính số lượng quái vật đã được tiêu diệt trong tháng. Nhưng mà, ủa, thế này nếu mà có một cái mốc nào đó thì có được thưởng gì không nhỉ? À, chỉ là chung chung thôi, không phải là thành tích của riêng mình. Đúng rồi, phần lớn là do tôi đấy. À, có thưởng này. 50 là một viên Materia. Đuôi bông tai hồi sinh cơ. Thế thì chỉ còn 11 con nữa thôi. Khả năng là sau đến nhiệm vụ này là chúng ta sẽ hoàn thành được này. Sảnh tân binh đó, là cái sảnh gì? À, đây là khu vực thôi, còn nhiệm vụ đây. Mình đang làm cái nhiệm vụ hỗn loạn này. Màu xanh lá cây, ok, đi đường này. Sẽ đi tấn công cái con quái vật khổng lồ. Nó sẽ ở góc này, chốc nữa nó mới vào cái khu vực này cơ. Có cái cổng nó bị khóa, bây giờ nó quanh quanh đây thôi thì phải. Con này nó to hơn các cái con khác, nó cũng không mạnh đâu, nói chung game mình chơi chế độ dễ mà. Đã dốt chơi chế độ dễ rồi thì mình cũng phải sĩ diện tí, con này nó... Mã giật cả mình. Cũng cảm ơn mình vừa đi làm về nó bị hơi choáng tí. Cái con này nó màu hơi trắng trắng, nhìn giống màu cát quá. Mình cài lại cái nút nhanh rồi, bây giờ sẽ ấn nhanh, đỡ phải bao menu như này, nó rất là ngớ ngẩn. Chạy mẹ mất đâu. Nó chui vô hang đó mấy bà ơi. Chắc đánh xong con này mình phải quay lại cái khu vực này để mà cày đánh lên thành 50 con. À không phải hang, nó đi qua cái cửa mà, quên mất. Chẳng biết cái này làm gì cho nó mệt à. Sẽ có ông đúng mở cửa cho mình như vậy. Đây rồi. Cloud. Tôi đã đụ con chó kia. À, tôi đã dụ con chó kia, chết rồi, mũi chán thế. Trong một giây mình lại tưởng tượng ra hình ông ấy đang làm gì con chó. Mà lướt trượt rồi. Phải như thế này chứ nhỉ. Đấy, nó phải như vậy. Riêng chiêu của Tifa thì mình phải dùng chiêu bình thường rồi, tăng sát thương cơ bản, nhảy lên cao tung cú đá. Rồi, tăng sát thương đi. Đấy, đấm nhau đi mày. Mẹ, phản đòn ngay. Chưa quay lại được. Rồi tôi chỉ ra cổng, tôi quay lại ngay. Đánh nhau tí. Cày level chứ. Hay là ở đây giờ có quái rồi luôn sao? Chạy một tí xem nào. Khéo có kẻ địch luôn rồi. Có mấy con quái nhỏ chắc vẫn còn chứ. Biết ngay mà. Những cái đoạn này lẽ ra nên có sắp phụ đề những cái lúc mà mọi người nói chuyện nhảm nhí với nhau. Cloud lên cấp luôn. Vì cả chế độ tự động và tăng điểm cho vũ khí rồi, thế nên không cần phải lo đâu. Mặc định là nó tăng attack.
Mình chơi dễ rồi thì cần gì phải tăng được phòng thủ đâu, không phải sợ. Mẹ, cào tới hết chúng mày. Gọi là Barry á, đúng không? Đỡ đòn chính xác. Hết rồi. Nãy giờ đã đủ 11 con chưa nhỉ? 39, đánh con quái to là 40, nãy giờ chắc được chục con. Thôi, nốt đoạn này là chắc chắn đủ đấy. À! Em đến đi, em đến đi. Rồi, đi bài được rồi đấy. Đi bài. Ủa? À đây, có biển chỉ dẫn đây. Sector 7, Slume, khu ổ chuột ở quận 7. Báo cáo anh em đã hoàn thành nhiệm vụ. Shinra cũng nghiên cứu nhiều thứ quái đản quá ha. Nhưng mà mọi người công nhận mình là chơi game mà có tiếng Việt nó làm cái gì đấy nó rất là hay không? Nhiều nhóm Việt hóa thì rất thích kiểu như là chế cháo linh tinh. Ví dụ như là trong những game mà có hơi chửi bậy một tí, ví dụ như là fuck gì ấy, thì chửi toàn những cái câu mang nặng tính Việt Nam, ví dụ như là bà già mày các thứ này, lồng ghép nhiều thứ, thay đổi cả texture. Như kiểu là Red Dead Redemption 2, cái nhóm Việt hóa kia người ta còn cho cả hình Bác Hồ vào trong một cái bảng tin trong game ấy. Mình thấy nó cứ kỳ cục sao. Nhưng mà như thế này nghiêm túc này, chỉ truyền tải đúng nội dung không hơn. Thì dù vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng mà mình vẫn cảm giác nhập tâm hơn. Đây là cái đoạn mà quay về chỗ trọ này này. Đây chính là một trong những cái mà có nghĩa là nó sẽ hơi ảnh hưởng đến game một tí nếu mà mình chơi ấy, đến các quận có cái nhiệm vụ, ví dụ như là ở có những cái khu vực bán mở như này ấy. Mình làm hết nhiệm vụ thì sẽ có một cái đặc biệt. Như hôm video hôm qua của mình chơi mà đến cái đoạn ê 56 rồi này, từ nhận cái này đã. Đây là lần đầu tiên mình mở khóa cái này, mình chữ không để ý những cô này thôi. Vừa đi qua nhìn thấy có cái số. Mình nhận hết quà rồi, thế nên là cái đoạn chẳng muốn nói thêm nữa. Nói đến đâu rồi nhỉ? Về cái nhiệm vụ này của Tifa đây. Tifa rủ về nhà trọ này là nhiệm vụ, gọi là sao nhỉ, một phần thưởng bonus ấy. Chứ còn nếu mà như video hôm qua mà mình Tifa hỏi muốn về quán rượu chưa, mình về luôn là chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện chính luôn. Ê, chào bà chủ. Bà lão thật. Đấy, bà cho ở miễn phí. Bà bỏ tiền mua đầu lọc để thay đầu lọc cho cái phòng của bọn này đang ở. Mọi người thấy thật là bà này đúng là từ thiện. Lòng bao dung của bà này quá cao luôn. Thế mà con bé không nỡ cho bà cái đầu lọc miễn phí. Bá miễn phí tiền nhà cho thằng này còn được. Ông này chạy kiểu gì mà vội đấy, phải phanh kít lại. Thay ống nước. Thay đầu lọc cho cái ống nước. Đây, thay thì thay. Mình nghĩ là có nước là may rồi đấy. Mình đang trong những ngày đầu mình chơi game này, mình đang nghĩ khu dưới này còn không có điện nước các thứ cơ. À em ơi, anh xong rồi này. Để anh thay ống nước cho.
thấy ống nước là nghề của anh là Diệp sợ sửa ống nước đây. Úi chà. Phong, cái quang cảnh đúng là kiểu như là gì nhỉ? Gọi là gì nhỉ? À, cô thợ sửa ống nước và anh chàng lính đánh thuê may mắn. Hả? Cái gì? Đấy, cái giọng này đúng như trong mấy cái phim mình hay xem. À không, mấy cái phim mà mọi người hay kể. Đấy, thì nó cái bối cảnh này đúng luôn. Tự nhiên sửa ống nước xong quay ra nói vài câu. Ông này cãi. Ông này muốn làm soldier là để có đủ sức mạnh bảo vệ Tifa. Má ơi, Tifa là crush đầu đời của Cloud đấy. Không đùa đâu. Ai cũng thấy ngầu, trẻ con mà ai mà chả thấy đánh nhau là ngầu. Nhưng mà đến lúc tham gia rồi mới biết cái bọn Shinra nó quá mất dạy. Ở phòng của Tifa có vẻ rộng hơn phòng của Cloud nhỉ? Rộng rãi, đầy đủ đồ đạc hơn. Đúng là phòng của một đứa mà được bà chủ nhà coi như đứa cháu gái. Ruột luôn á. Đẹp trai nhỉ? Mấy cái nhân vật của fantasy ấy. Không chỉ con gái thích mà con trai còn thích luôn. Nhưng mà mình còn thích nữa cơ. Mà mình lại đắp phải là bóng rồi. Quỷ sứ. Trong này có ba cái lựa chọn. Đây. Nếu mà mình không làm nhiệm vụ này, mình không làm hết cái nhiệm vụ trong chương ấy, thì mình sẽ bị không có lựa chọn này. Và đến cái một cái đoạn trong game thì Tifa sẽ mặc đồ, gọi là sao nhỉ, ngẫu nhiên. Còn bây giờ thì trưởng thành là sexy quyến rũ ấy, mình không thích. Trông nó cứ không hợp với bối cảnh game lắm. Thể thao thì tự nhiên ăn mặc như kiểu Chun-Li trong Street Fighter ấy. Kiểu lạ mắt này, rất là exotic. Exotic đúng không nhỉ? Trong bản tiếng Anh nó ghi là exotic ấy. Ăn mặc rất là phong cách ngầu lòi. Đúng kiểu mình thích luôn. Lạ mắt đi thôi. Thực ra Tifa chả mặc gì cũng được. À không, Tifa mặc bộ này là đẹp rồi. Chết, mình cứ bị bối rối như thế này. Ông này gợi ý. Ông này thả thính gớm lắm. Thôi nghỉ tí đi em. Nghỉ tí đi. Đây. Ủa, mình không được ngủ giường của Tifa hả? Phải đi rồi. Không được ở lại đây nữa rồi. Thôi đi thì đi. Đi luôn đi. Đánh nhau tí đi. À quên, đi lộn đường. Hey, chào bà chủ nhá. Mare-san, filter wa koukan shita yo. Mata mise ni iku ne. Itterasshai. Ouya, zuibun gokigen da ne. Bà nói như kiểu là hai đứa vừa làm gì ở bên trên ấy. Trông cháu tươi tắn hơn trước. Ii kao da. Kore kara mo tanomu yo. Kongo no bun made saki barai shitoku. Tanon da yo. Wow, bà còn cho mình một tấm bùa trăng khuyết nữa. Đã thêm ô lắp á. Ai thêm ô lắp? Ô, Tifa có thêm ô lắp. À, chắc là lên level đó. Không phải cái găng tay nó lên level nên là được thêm. Thế để xem lắp được cái gì cho Tifa nào. Tifa là có hồi máu, Tifa có sấm sét, Chaka cho băng đi, mình có lửa rồi. À khoan, quên. Tifa là phải dùng cái tự động tăng, đây tự động hồi máu để
lúc đánh nhau còn hồi máu cho Cloud chứ. Tăng sức mạnh 500 vào trận đấu trạng thái auto life có khoảng cách nghỉ giữa mỗi lần kích hoạt. À đây là cái bông tai hồi sinh có tự động thêm một mạng đấy, cái này mình nghĩ không cần thiết lắm. Nhân vật mà mình không điều khiển ấy, mà trang bị cái này sẽ được giảm sát thương, thế chắc mình dành cho mấy cái thằng như kiểu Barret gì đấy làm tanker ấy, hoặc là sau này dành cho Erith thôi. Nói chung là cũng chả có gì đặc biệt ở đây cả. Chạy quanh vừa về quán rượu mà vừa nghe dân tình đang bàn tán gì thôi. Người ở dưới đang rất là không thích mấy người ở bên trên. Rồi, bà pha anh ly rượu ngồi uống phê lắm rồi. Mệt, vừa hỏi em có mệt không, bảo không mệt, bà mẹ em. Cái chỗ cần ngủ hỏi thì em bảo không ngủ, đến chỗ này thì hỏi có mệt không. Nghĩ ngảnh thế. So da na. Kono atari de shigoto shite kane o tameru. Sokka. Ja dou suru? Mou sukoshi machi o maatte miru? Làm gì còn nữa mà quay lại. Hết rồi, đừng có lừa tôi. À khéo nó còn đấy. Ví dụ như hôm nay mình mới phát hiện ra cái trò mà giết quái vật xong đến nhận thưởng đây này. Okai di. O sanpo? Sonna toko. Oi, shita ni zenin shugo da. Ima kara? じゃ次の作戦は。マリ、店の前でジェシーを待っててくれ。うん。次の作戦、明日結婚になった。今から作戦会議。会議の前に報酬をもらい。取り込み中だ。会議が終わるまで黙って待ってろ。Tôi có tiền rồi. Hay là chưa đủ? À, hóa ra là 1, 2, 4, 6 con 7 à? Lẽ ra phải là 7 con 7. Nghe nó ý nghĩa hơn. Ừ mà làm gì có cái máy bing bong nào để bẻ số. Mà tập trước Tifa nói cũng đúng thôi. Có nghĩa là cái công việc mà đi thay đầu lọc nước nó còn mang lại doanh thu hơn cả quán rượu. Những cái khu nghèo nàn như thế này thì ai gọi là gì nhỉ, có đầu óc mà đi giải trí ở quán rượu cơ chứ. Cái tay đấm quái này mà lắc rượu thì lắc phát ra màu khác. 当店名物コスモキャニオンでございます. Công thức đặc biệt đó là lắc thêm khoảng chục nhịp. Tuyệt đẹp. Đoạn này ẩn ý vãi. Mình không biết được là Cloud đang nói về ly rượu hay là nói về Tifa nữa. ニュース見た?マコーロの爆発は市民の敵、アバランチの仕業だってガンガン流れてるの。ゾクゾクするよね。顔バレしてないからここは安全だろうけど、いろいろ急がなくちゃ。ね、次も一緒なんでしょ? Bọn nó có camera ghi hết rồi, chẳng qua là bọn chính quyền nó chưa thích tung mặt của nhóm Avalanche ra thôi. ティファが行くことになってるんだけど、あの人思想が揺れてるっていうか 爆弾闘争にも乗り気じゃないから、いざって時に。 Tifa mạnh mẽ nhưng mà vẫn rất là lương tâm cao nhá. Kiểu như là sao nhỉ? Ngoài việc giỏi võ ra thì Tifa cực kỳ mỏng manh yếu đuối luôn á. Sau khi nghe kể những kiểu Tifa không thích vụ đánh bom. À, trong lúc chờ đợi, mình sẽ đi khoáng sạch khu này. Mê, thực ra chả có cái gì ở đây cả.
Để xem ai đang là xã thủ nào. Quét. Ui, thằng béo này phi tiêu gớm ấy. Mình thì mình cũng không dành chơi cái này vì thực ra nhá, cái nhất là điều khiển nó hên xui nó khó lắm. Đến lúc cái tâm nó bé lại thì cái đường ngắm nó tự nhiên nó chạch bá đi. Rất là hãm. Đầu tiên là cứ phải điểm cao nhất có thể đã. Nói chung là phải đến lúc mà cái tâm nó gần bé lại thì phải lách một phát để bắn luôn cơ. Chứ còn nếu mà để tay hờ hờ là nó trôi đi tận đầu tận đâu ấy. Nên mình cứ giữ đến lúc tâm nó gần bé lại thì cảm giác mình lắc lên một phát. À hoặc như vừa rồi cũng được. Vừa rồi nó lại không bị lắc nhỉ. Ôi chết. Ba vòng thế này và còn chưa xong đây. Bây giờ còn 46 thôi, không được vào hồng tâm. 46 thì bắn vào đây đi. Đó. Giờ cái ô to này là ăn. Để xem mình có bao nhiêu điểm nào. Yeah. Lại trông Cloud chả nghiêm túc gì cả. Ném 9 phi tiêu. Vậy là hạng 4 à? Thôi được rồi. Đi ra thôi. Không có gì nhặt hết. Chỉ có ngồi ở đây thôi. Đã thôi chứ còn làm gì nữa giờ. Uống còn chưa hết ly rượu nữa. Hình như Tifa lại bất bình rồi. Vì nhóm là đang rất muốn làm những cái gì đó mạnh tay nặng đô. Nhưng Tifa chắc không thích thế. Muốn chuốc anh say để hại đời anh hay gì? Ăn mừng à, trả tiền tôi đã. Thêm một chút. Thêm được có 50 jiu mà. Mày bo bèo thế đúng không bọn nhà nghèo này. Đấy cho. Ở đâu cũng cần tiền thôi. Khi mà những người nghèo đói muốn đứng dậy, họ cũng cần phải có tiền chứ không thể nào đứng dậy bằng mồm được. Ủa, nếu con ma lại ra rồi. Jesse thích lắm rồi đấy. Nói chung ở khu ổ chuột làm gì có dai đẹp như này đâu. Jesse, rồi, giờ dậy thôi. Mọi người liên hoan là chắc mình về thôi. Hoặc là hỏi mọi người một câu gì đấy, bâng quơ.
Phải hỏi chuyện chứ. Người ta mất công Việt hóa mình lại không xem à, đúng không? Anh có gì hiểu lầm đâu, trời ơi, cứ như là yêu nhau ấy. Cứ sợ ghét tị. Đấy, chả muốn nói chuyện mình này. Đừng ngại đấy. Mọi người chỉ muốn tiếp tục câu chuyện của họ thôi. Đi ngủ thôi. Hình như đoạn đấy ngủ xong thì mới có chuyện để tiếp tục. À không, còn gặp bọn đầu gấu nữa này. Trông rất là phong cách nhá. Giống kiểu Yakuza của Nhật Bản hay là Tam Hoàng gì đấy của bọn Hồng Kông. Cái khu vực bé tí như này mà không biết tìm thằng tay có súng ở đâu. Mặc cả tiền nữa. Tao lại chém bay đầu chúng mày bây giờ chứ lại. Cái dáng đi trông ghét chưa? Nhìn cái dáng đi của thằng kia kìa. Mà đúng là không biết trời cao đất dày nhỉ. Chỉ là giang hồ quen tay không, trong khi mình cầm cái kiếm to này. Với cái kiếm to như thế này nhá, chỉ cần đủ sức mình vác thôi. Chả cần kiếm bén, mình vạng vào đầu mấy thằng này chết luôn. Ở đấy mà khệnh khạng trông cái dáng đi kìa. Mù mẹ cả mắt này, nhìn cái cặp mông ấy mà xem. Làm chân thực phết nhỉ, cái quần này đít mòn này. Chứng tỏ nghèo đói có mỗi cái quần mặc hết ngày này qua tháng khác. Thằng kia đi cái kiểu chân, hai thằng đi giống nhau luôn ạ. Hai thằng này mình không xem được. Nhưng mà hai thằng đi giống nhau. Giống như kiểu là giữa háng của chúng nó vướng cái gì ấy. Thường là vậy. Thường không phải cái đâm sau lưng thôi. Có mỗi con dao gọt hoa quả cắm ở đít mà tinh tướng thế. Bọn này là đệ tử của cái thằng gì mình quên tên rồi. Ở khu vực 6 ấy, có cái thằng đại gia mất dạy lắm. Háo sắc, mê gái. Thằng làm gì ấy? À, nó cắn thuốc tăng lực. À, bảo sao bọn nó tự tin thế. Mình đợi xem bọn nó có mù xét gì đặc biệt không. Ơ kìa. Ma, ác chưa. Ta sẽ tăng limit để ta đánh chúng mày. Còn một mình mày thôi đúng không? À còn hai thằng cơ. Chết cả đôi đi con. Mị có cùng cứ gọi là gì nhỉ, nhược điểm mà khi mà chơi chế độ dễ đó là bọn địch nó chết rất là sớm, thành ra tăng limit rất là khó. Như vừa rồi mình phải cố gắng câu giờ mới dùng chiêu tăng limit được. Có lẽ là sẽ sau vài tập nữa mình thử đổi sang chế độ bình thường xem, chứ chơi dễ cũng chán đúng không, thử sức bản thân chứ. Toàn chuột. Mình cắt chuột. Ơ, có ai đứng ở trên này? À, Jesse. Jesse rủ đi chơi. Say à? Trông yếu vãi thật. Quê. Người nhà quê. Còn hơn cả thế nữa, vào đi. じゃ、前置きはなしで。
Trả công. Tối nay em cần Cloud hộ tống.取引か。いい感してる。でもこれ他のメンバーには内緒にしてよね。今夜のうちに解決しておきたい個人的な問題なの。今夜？そう。一緒に7番街。プレートの7番街まで行ってほしいんだ。目的は道々話すから。俺は構わないが、明日は 大仕事だろ。そうだけど、今やらないともっと大変なことになるから。ねえ、話は決まったってことでいい？Mặc dù đồng hành cùng mấy cái người này nhưng mà toàn những nhân vật hoặc là chết hoặc là bị thương sau này, thế thành ra là mình cũng như kiểu là đi đánh nhau một mình vậy. Đồng đội vô dụng lắm. Sao mình không nhớ gì về cái materia này nhỉ? Ủa nó đâu? À cái kia mình nhìn rồi. Đây. À đồng đội gì đâu? Triệu hồi kiểu như là summoner ấy. Ờ mình quên mất cái này ấy. Yêu cầu là gì nhỉ? Hình như là phải đầy limit cơ. Đúng là trí thức nó là một lời nguyền mọi người. Mình trước giờ vẫn tự tin, tự hào vì mình là một người trí nhớ rất là kém nhá. Thế nên là khi mà chơi game hay là xem phim ấy thì mình có thể bỏ qua được những cái tình huống bất ngờ và mình tận hưởng phim và game rất là thích, rất là thú vị. Nhưng mà cái câu chuyện quá rõ ràng luôn. À cũng biết đó là Jesse thì nói chung là sống không có thọ. Việc một cô gái, có nghĩa là game đã biết được là Jesse sẽ chết, thế nên là cho cái tình tiết Jesse cứ thích thả thính Cloud này là một cái gì đấy nó rất là đáng thương cho Jesse á. Hai thằng này quyết định đi cùng. Đúng thật, thực ra nếu không có hai thằng này thì hành trình cũng không thể nào thành công được. Dễ thương nhỉ? Nói chuyện với ai cũng đang yêu luôn. Đi chứ. Nhận. Chương này thì nó không dài, nhưng mà mình nghĩ là để hoàn thành được cái video ngày hôm nay là mình sẽ phải chơi cái đoạn này khá là nhiều ấy. Bởi vì mọi người biết không, để đạt được nụ hôn với Jesse ấy thì đến cuối sẽ phải khi mà kết thúc cái hành trình này, máu sẽ phải rất là cao mới được. ほら、一番魔鋼炉の爆発、すごかったでしょ。魔鋼が誘爆した、そう言ってなかったか。うん、でもあれは願望。やっぱり私の責任なんだよね。設計図の指定よりも強力な火薬ユニットを乗せちゃったんだ。 Bạn này sẽ phải đánh nhau với bọn lính. Vậy là mục tiêu tối nay là lên Shinra đánh cắp đồ
Nhưng mà mục tiêu về nhà đó là vì cha mẹ của Jesse như là từng làm việc cho Shinra, thế nên là có thẻ ra vào ấy. Bố của vào viên đó. Chết rồi, không lưu được hả? Mình muốn lắp viên ngọc máu, quên mất, trời ơi, phải có ngọc máu. Ma bực thật đấy. Đúng rồi. Mình thực ra là mình đang sợ là đến cái đoạn mà đến đoạn cuối mà không được hôn, không được Jesse hôn thì nó lại lưu đè lên mất. Mà vừa nãy mình chưa có lưu, chắc mình sẽ ngừng lại để mà quay lại chơi một tí. Đếch được mọi người ạ, nó loát lại luôn từ cái chương này. Lẽ là cái lúc Jesse hỏi đã sẵn sàng chưa, mình phải bảo chưa để mình đi lưu game. Nếu mà nhảy lại được thì cũng được, nhưng mà nó xa lắm. Tận nửa tiếng trước cơ, mình lười, thôi kệ. Đến đâu đến. Tập quán nút á. Trái, phải. Phòng thủ này, tấn công xa. Lao lên. Chốt có thằng boss nó mới khó chứ. Phải giữ lượng máu cực cao mới ăn được cái thành tựu đấy. Mình nghĩ đây sẽ là cái màn chơi khó nhất game. Cái này dù chơi khó hay là dễ thì đều rất là khó để đạt được cái thành tích máu cao. Bọn này thì mạnh hơn, lúc này mới là khó đây này. Deck có hồi máu, deck có cái gì cả. Nếu mà mình ăn cái lắp cái Masteria mà có gọi là gì, máu nó nhiều một tí ấy, có vẻ đã dễ thở hơn rồi. Ma khó rồi. Ma xa xa cái chỗ nó đáp bom rồi. Bướng này con trai. Ui. Chết rồi. Không kịp ấn tầm xa luôn á. Đâu rồi, ngắm đi. Sao không ngắm? Ghét thế nhỉ. Được rồi. Phải đợi hồi đã. Một thằng đã ra đi. Chém. Hồi đi. Mày chết. Shit.
Ướng này con trai. Sắp đến nó có thằng Alex. Nó ra rồi. Đánh nhau thằng này mới mệt này này. Ma. Cái màn này là nếu không phụ thuộc vào cố gắng ấy thì không bao giờ có thể là lượng máu cao được. Hù hù đéo, giờ đoạn này mới là khó đây này. Cái thằng kia nó kinh vãi. Mình đã không lưu game thế này. Hoặc là chỉ được chơi một lần để mà qua. Hoặc là nếu không qua mình phải lốt lại về tận cái đoạn khu ổ chuột. Đó là lần cuối cùng mình lưu game. Thằng kia xuống chưa? Vẫn còn thằng này nữa rồi. Xa thế, nó đi xa quá, chắc phải dùng đòn đánh xa thôi. Chỗ này chắc là mình phải đi chậm chậm, phòng thủ nhờ vào. Thằng này cầm cái kiếm cùi nữa chứ, thế mà nó giỏi thế nhỉ? Ui, nó kinh nhá. Thằng này cũng là một soldier ấy, mạnh mẽ vãi. Kinh nhờ. Đi xe máy mà được như thằng này thì đã phải cần sản xuất ra máy bay làm gì. Mỗi lần chém như thế được một cục máu bé tí. Sắp câu, sắp câu. Vừa đi vừa né vừa đỡ. Đợi cái chém xoay mà tấn công nó thôi. Chơi xong. Kiên nhẫn. Cố gắng giữ máu. Mà tí nữa thằng này sẽ chạy mất lại cho bọn đệ tử nó lên đánh nhau cơ, lúc đấy mới mệt. Hay quá. Nó chém bọn kia trước, mình cũng đỡ được một phần. Không ham đánh nhau cận chiến với nó đâu. Điều khiển khó lắm. Ôi xịt. Trời ơi, mất cục máu to thế, không biết 80% hay là 60% nhỉ. Nếu 80 là mình sắp thua rồi đấy. Nói chung là màn thì vẫn sẽ qua thôi, nhưng mà không được Jesse hôn. Trời ơi. Tao chém mày chơi mấy cái thôi. Anh cận chiến với nó mình dễ toi lắm. Ma, nó chém đầu thế. Nó định làm gì? Sấm sét à? Đúng rồi, chết mẹ, né của chị. Ui dồi, mẹ tự nhiên đâm vào sét. Mất hơi bị nhiều máu rồi đấy con trai. Phanh lại, đi chậm lại.
chả tội gì phải lên với nó cả. Ê, hình như nó cũng gần chết rồi đấy. Hy vọng vẫn đủ để Yasuo hôn hit một phát. Không không, tất nhiên là vẫn theo theo chiến thuật cũ. Cứ phải bình tĩnh để đạt được trái tim của nàng mà không phải chuyện đơn giản đâu. Dậy, lắc lư. Nó làm gì đấy, làm gì? Ui rồi ôi, mất mẹ nó một cục máu. Địt bà nó. Chỗ này chẳng sao được hôn. Quá chán. Nó sẽ kết quả vừa nãy của nó tụt máu kinh ấy nhở. Đã chán không muốn nói lên lời luôn. Úi dồi, để cho con gái cầm lái. Bán xăng cho phụ nữ là một tội ác mà. Thằng này mạnh lắm. Tốt nhất là mình phá xe của nó, thế là xong. Nó lạc quan kìa, nó cười kìa. Thế thêm mà Jesse với cả hai thằng kia mà đi một mình với nhau, ba đứa với nhau thế thì làm sao mà qua được đúng không? Chứ còn gì nữa. Tại cô ngồi sau mà tôi bị run vậy. Xin lỗi mọi người nhé. Mình sẽ bỏ lại một tiếng đồng hồ để mà chơi lại. À, không được chấp nhận được. Ok, sắp đầu rồi. Đây là thứ tư rồi đấy. Cố phá nữa thôi. Chết rồi, làm gì? Ôi, lại sấm sét. Gần được rồi, quả này mà dính cái gì mà tụt xuống một nửa máu thì chết luôn đấy. Hay lắm. Ơ chết thật, sao lại chém lúc đấy? Không sao, cũng chém được rồi. Mình bấn vội quá, bị sốt ruột đấy. 5 lần rồi mà có một lần cực kỳ là ngu xuẩn nhé. Tự nhiên mình ấn nút là đánh lại màn, thế nên thành ra là quả cuối vẫn không được công nhận. Mình phải lốt lại từ lúc mà đang ở nhà trọ thôi. Lần này chắc là được rồi. Cục máu nó khá là nhiều, trên 80% rồi. Rồi xem lại cái này một tí, coi như tự thưởng cho mình bằng
một màn ở combat mãn nhãn. Mọi người sốt ruột có thể tua nhá. Vừa nãy là tâm trạng không tốt, xem cái cảnh này nó không được sướng. Giờ trải nghiệm hoàn toàn đầy đủ. Nương tay nhỉ, không muốn giết luôn thằng này, chém xe thôi. Nếu không có xe thằng này vô dụng, nó không thể chạy bộ theo mình được đúng không? Thằng này lợi hại nhất là quả xe này mà. Mình nói thật chứ, cái xe này chắc là phải nặng lắm. Mà nó bay như không, hơi vô lý. À mà cũng đúng, ông Cloud còn nhấp được cái kiếm to như cái tạ này nhưng mà. Vậy là khẳng định là phải là trên 80% nhá. Mình nghĩ là phải trên 80%, không thể là 90 được. Đầu tiên mình nghĩ là 60, thế nên là kia vừa nãy là mình cố thử xem như thế nào. Vừa nãy cũng khen như thế này nhưng mà có hôn đâu. À, phần thưởng này. Phần thưởng đây. Ú chà chà. Không cần phần thưởng nhưng cũng có rồi. Thích lắm mà làm bộ. Ok, rồi thoải mái chơi tiếp rồi mọi người ạ. 5 lần 7 lượt. Trời, cuối đường luôn, hàng rào luôn. Cái màn đi với bọn này thì chắc chắn là cũng không có đánh nhau gì rồi. Bọn này thì đánh nhau quái gì cơ chứ. Mình không nhớ rõ là có đánh nhau trong cái chương này không, nhưng mà mình nghĩ là đi với ba cái đứa này thì đánh nhau gì đúng không? Sẽ phải tránh giao tranh nhiều nhất có thể. Đừng nụ hôn của Jesse cũng ấm lòng rồi. Sau này có thể yên tâm nhìn em ra đi. Mình nói một sự thật, đó là cái lúc mà mình chơi lần đầu tiên quả Jesse chết, xém nữa thì khóc. Trời ơi. Mặc dù rất yêu cả Tifa lẫn Aerith, nhưng mà Jesse cũng là một sự ra đi đáng tiếc. Vinh dự gì? À, vinh dự mở cổng. Cái tương tác mở cổng này khắm nhỉ, tự nhiên phải giữ. Ê, khoan, đấy có dương gì không? Chắc không có gì đâu. Khu nhà nhân viên khu 7. Chỗ này là toàn nhà của nhân viên Shinra mới được ở đây. Lúc này Cloud giờ mới biết được là cha mẹ của Jesse làm cho Shinra. Do cha của Jesse bị nhiễm độc Mako, thế nên là bị bệnh như kiểu là sống thực vật hay sao ấy. Thế nên là Jesse quyết tâm là chống lại cái bọn Shinra này. Đúng là phải khi mà trong hoạn nạn hậu quả cao rồi thì mới hiểu được tác hại của việc ô nhiễm môi trường. Trời, có mèo chảnh thế, nó chạy. Nhà thằng hình như là cái ở cái tập trước mà mình chơi có nhiệm vụ tìm mèo ấy, cái khu mà toàn mèo là mèo ấy, là nhà thằng Bích hay sao ấy. Thằng Bích này rất thích nuôi mèo. Mèo ở dưới quê, à nhầm, mình dùng từ nhầm, mèo ở dưới khu của chuột thì rất là thân thiện, nhưng mà không hiểu sao mèo ở thành phố chảnh thế. Ê, có cái xe đạp xinh chưa, không sợ bị ăn trộm nhỉ? À, đây là khu như kiểu, à không phải, mình tưởng đây là khu vui chơi trẻ con, không phải, chắc nhà này giàu. Đây anh, đây anh, đây. Bố mẹ thì vẫn để đèn để đợi con gái về. Nói chung Jesse thì nói dối là hình như là làm ở đoàn kịch hay là đoàn hát gì đấy. Chốc vào giới thiệu bọn này là diễn viên. Nói chung bây giờ là mình thì sẽ không vào gặp gia đình
bây giờ mà là đi lẻn vào phòng của bố mẹ Jesse lấy chìa khóa an ninh. Mình quên mất từ hai tập đầu mình cứ gọi đây là thành phố Shinra nhưng không phải. Đây là thành phố Midga. Mèo. Đàn mèo giờ để thân thiện. Ôi con mèo béo chưa. Con mèo cuối kia chắc chắn là con tham ăn nhất luôn ấy. À đi xếp hàng để giao phối với con này trong. Bật đèn như kiểu là dấu hiệu. Kịch soldier gọi là lão luyện số 1 gì mà lại giờ phải đi ăn trộm này. Đúng là rón rén như mèo vậy. Được đấy, và đây mình sẽ xem các bức thư của nhà Jesse để biết được câu chuyện Jesse như nào. Đây là cửa sau. Nhà của nước ngoài sao buồn cười nhỉ, cứ làm nhiều cửa làm gì, trộm cắp dễ vào. Không được vào cánh cửa trước mặt à? Nếu vào thì sao ta? Nếu vào, giả sử thôi. À, chỉ được nghe trộm thôi. Chuyện luyện tập của con thế nào rồi? Mẹ của Jesse thì vẫn chưa biết Jesse là thành phần khủng bố. À, vậy là Jesse là một người gọi là nhanh nhẩu ngay từ ngày xưa rồi. Thế là bây giờ mình gặp mà thấy nhí nhảnh như thế thôi, nhưng mà đã là trầm đi so với ngày xưa nhiều lắm rồi đấy. Vẫn còn bộ quần áo công nhân này. À vậy là bố Jesse chẳng không phải là nhân viên cao cấp gì, mặc áo đồ như kiểu công nhân bảo hộ. À vậy là Jesse là không dám vào đối diện với cha đang nằm như vậy, thế nên là mới nhờ Cloud vào. Thư à? Tegami? Đọc chứ gì nữa. Papa, mama. Làm diễn viên, vậy là nói dối để làm diễn viên chứ không phải là ca sĩ. Ô, thế này là đi diễn thật đấy chứ có phải là bốc phét gì đâu. Lạ nhỉ, mình tưởng là Jesse nói dối cơ. À, cũng không phải là công nhân cấp thấp đâu, là quản lý cơ mà. Em còn cái gì tìm hiểu được ở cái căn phòng này không? Hay là Jesse hồi đấy cũng từng làm diễn viên thật nhỉ? Một gia đình hạnh phúc. Ê, Jesse làm diễn viên thật này. Vậy là đã từng làm diễn viên. Thế mới có vé để cho bố mẹ đi xem chứ đúng không? Gọi ông này dậy xem, biết đâu lại có phép màu gì xảy ra. Ơ chán nhở, thế là mình không được tương tác với cái tài liệu kìa. Vì lấy được cái chìa khóa rồi cho nên là game nó đéo cho mình theo dõi thêm nữa. Chán cái thật. Ái ngại quá nhỉ. Không nói chuyện gì nữa à?
Rồi đi ra rồi. Ông cái ông béo kia lại đòi ăn thêm. Ừ, tiếng gì ấy? À, vậy bố mẹ không thấy diễn nữa, thành ra là cũng đang nghi ngờ. Thế chứng tỏ ngày xưa diễn là chuyện có thật. Nếu có vé mời bố mẹ đi xem chứ đúng không? Chắc sau sự cố của bố thế nào mới bỏ. ウェッジがピザ食べたいって言うからごちそうさましたウェッジ足りたのあと2枚はいけそうっすウェッジ vẫn đòi ăn tiếp ピザは作戦のうちっすペコペコじゃお腹も気持ちもしぼむから次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもりどうしても売人と連絡がつかないからシンラの倉庫からいただいちゃおうかとお待たせ。これでいいか。ここからが本番。これで76分室の倉庫に潜入できる。じゃあ、行くか。私が一人で行く。どこから何を持ち帰ればいいのか、知ってるのは私だけだから。じゃあ俺ら、ピザ食いに来ただけかよ。ただで返すと思う？腹ごなしにクラウドを手伝って。ほら、さっき私たちでママの注意を引きつけたでしょ。Vậy là bây giờ mình phải đi đánh lạc hướng cho Jesse đột nhập vào nhà kho. それそれ。ケンギビ。さすがソルじゃん。え、じゃあ今度はシンラの人たちとピザを食べるっすか？ Thằng ngu này, người ta bảo là giống như thế có nghĩa đánh lạc hướng chứ không phải là mời đi ăn. Ngu thế thì chứ lại. Người to mà não tèo thế. Sợ sợ, sợ 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 始発に紛れ込むか。ダメ。今夜のうちに戻らなくちゃ。Jesse có kế hoạch đào thoát rồi, thế nên mọi người không phải lo. Cướp xong rồi sẽ về khu 7 gọi là nhanh nhất có thể luôn. では、陽動部隊も行きますか。Rồi, ok. Có lẽ là mình sẽ ngừng video ở đây. Hôm nay mình cày cái quả đua xe hơi nhiều rồi. Cảm ơn mọi người đã xem đến giây phút này nha. Hẹn gặp mọi người vào những video sau. Bye bye. こんな話興味ないか。いや。聞いておこう。ジェシーはずっと役者志望で努力して努力してショーの主役を勝ち取った。両親も大喜びさ。ところがだ、公演の直前にお父さんが倒れちゃったっす。過労だ。しかも倒れた場所が悪くて、魔法だまり近くの通路で半日以上放置されていた。そのせいで発見されてからこっち、あの状態だ。そんな時に生命学や本家のアバランチと出会って今に至るってわけだ。おお、ザラテー。